Vâng, trận thi đấu tiếp theo trong xê đấu thứ tư. Tỷ số đang là 2-1 về C rồi, hơi đáng tiếc. Một xê đấu diễn ra tương đối căng thẳng, dẫn trước 2-0 và bị bật ngược lại 3-2, là tương đối đáng tiếc. Và đây là trận thi đấu tiếp theo. Các bạn đang theo dõi buổi tổng thuật trực tiếp của Game TV trên kênh sóng AE1. Buổi giao hữu 4-4 giữa hai team nhiều duyên nợ Thái Bình và Hà Nội. Tỷ số chung cuộc về C bây giờ đang là 2-1 nghiêng về các game thủ đến từ Hà Nội. Buổi tổng thuật trực tiếp được tài trợ bởi website xinthanglong.vn và hệ thống bán lẻ điện thoại Cellphonet. Đây là trận thi đấu đầu tiên trong xê đấu thứ tư. Màn hình máy của game thủ Tôm, người cầm Summer lại đầu cánh. Babylon đến từ game thủ Phi Thường. Vâng, Gunny cầm Maxe, bài Maxe ở phía trong nhà của game thủ Tôm. Và Gunny có lẽ lại là một bài dâng ra phía ngoài. Tôm lại là người được đánh cung. Nhưng đây là một bài Maxe tương đối tươi. Để đánh xe. Vâng, Bi lại là người nhớ map. Donna E. Potter.
Evil Clown Donna, Evil Clown Rogan, Omas, Rogan, Omas, Okuma, Omas, Evil Tana, Alama, Evil Tana, Alama, Alama, Evil Fury, Evil Fury, Alamas, Okuma, Alamas, Omas, Evil Tana, Omas, Alama, Okanda. Vâng, một bài mà game thủ Gandhi là rất giàu. Là rất giàu. Hai mươi bốn trên 32 tham lai cũng này. Bây giờ thì đẩy ngựa giò đi. Đi người nhớ map. Đúng vào cái hôm mà thắng đầu đó 9-1 theo BB thì là như vậy. Gặp ngay nhà của game thủ Hoàng Mai Nhi. Vâng, mất hai ông dân hơi đáng tiếc. Màn hình máy của game thủ phi thường. Đánh cung. Tiểu Bạch Long sẽ là người vâng chém. Ta cũng xem màn hình máy của thủ Tiểu Bạch Long. Đây rồi, Tiểu Bạch Long đang vâng chơi vào nhà của game thủ bên lớp. Chưa lên 3. Vâng, chưa lên 3. Liệu có cân đôi được không? Bên lớp chuẩn bị fit tên này rồi. Vâng, cắm y luôn. Alamaz. Papadakis. Vâng, Pan đâm thẳng vào nhà game thủ Mỹ Đình trong tuần này rồi. Về lớp là người đã quẳng sớm với Pan, còn bây giờ thì Mỹ Đình. Số phận của game thủ Mỹ Đình sẽ được game thủ Tiểu Bạch Long định đoạt trong tuần này. 2L vắt đều đến từ game thủ Tiểu Bạch Long. Đây rồi, khá nhiều nông dân đến từ game thủ Hoàng Mai Nhi. Vâng, chơi một phát ba nhà. Pan chơi chém ba nhà. Rất khỏe dành cho Pan. Tiểu Bạch Long đang hồi xuân và thi đấu cực kỳ bay. Tham lai 27 dành cho thủ Tiểu Bạch Long. Vẫn đang vâng 1Y và 2L ra đều. Ruộng nhà chính là đời Huệ. Vàng vẫn ăn một cách hồn nhiên, không có hiện tượng gì hết. Bây giờ thì chơi tiếp nhà Hoàng Mai Nhi. Bãi vàng Hoàng Mai Nhi đã hở. Vâng, nhưng Hoàng Mai Nhi đã bịt lại rồi. Vâng, Pan thủ cái y cực kỳ chắc cốp. Như vậy là đâm y đến từ thủ viên lớp, nhưng Pamidan đã liệu trước được điều này. Hai L vắt đều và một Y xong đều. Rất khỏe dành cho game thủ Tiểu Bạch Long. Cực kỳ khỏe. Ruộng nhà chính là đủ để cho Pan muốn làm gì thì làm. Vâng, một khoanh ruộng quanh nhà chính và một khoanh ruộng quanh BG. Bây giờ thì nâng cấp cả bánh xe luôn. Ta hãy cùng xem các nhà khác xem tình hình thế nào. Tôi vui vẫn còn tham lai 26. Không quá khỏe mà phải đánh cung khi mà bị loạn nhà. Màn hình máy game thủ Gandhi tham lai 22. Y Max C đâm vào nhà của game thủ vâng he he trong tuần này. Màn hình máy game thủ phi thường Babylon tham lai 34. Nhưng đang bị đi là khá rát. Và cuối cùng tiếp tục đến với Tiểu Bạch Long tham lai 32 dành cho Pan. Pan khung nhà. Vâng, Pan khung nhà và thủ cái y. Lực là cực kỳ khỏe. Chúng ta cùng xem màn hình máy thủ phi thường xem có đỡ được tên này hay không.
Thì thường đã là cung A hai áo rồi và có lẽ tên này vẫn đỡ được thôi. Trời, Long đã sang đây tất tay nhiệt tình rồi. Hơi khó đỡ tên này khi mà những con đằng đà đằng đảo phải để bắt tay với lại game thủ bóng 8, bắt tay với lại game thủ Mỹ Đình. Vâng, để nơi trồ chứ không phải là bắt tay. Chúng ta hãy cùng xem Tiểu Bạch Long xem đẩy tên mới sang hay chưa. Vâng, Tiểu Bạch Long phải chém cung R. Tiểu Bạch Long phải chém cung R thì mới có hy vọng. Bây giờ thì Y chảy vào nhà Tiểu Bạch Long rồi. Khá căng, Tiểu Bạch Long hết Y thủ rồi. Một Y là hơi ít. Vâng, như vậy đã lọt nhà rồi. Tôm Gui tham lai 40, Gunny tham lai 28 dành cho Maxe Chiêng 3 và Phi Thường tham lai 20. Tiểu Bạch Long bị đâm đang là tương đối đau. Chúng ta hãy cùng xem màn hình máy thủ Gunny. Tham lai 29 dành cho Maxe những con Y chương 3. Vâng, xong đâm xong những thủ màu 6 rồi. Tham lai Maxe bây giờ tham lai 29/32. Vâng, cực kỳ hổ báo đến từ những con nông dân của game thủ Tuấn Lưu Dành, tức game thủ He He. Phi Thường hồi nữa tham lai bao nhiêu rồi? 29 thôi, không quá to. Đã bị lọt một tên. Nhưng có cung A hai áo. Tiểu Bạch Long tham lai 23/12. Ồ, chết nhiều dân quá, Phi Thường chết nhiều dân quá. Màn hình máy của game thủ Gunny xem tình hình thế nào. Ồ, như vậy là lọt được vào nhà game thủ mùa 7 một tuần. Chết quá nhiều dân đến từ game thủ mùa 7. Red Lâm chết cực kỳ nhiều dân trong tuần này. Vâng, như vậy là đi sai rồi. Một trận thắng rất hay đến từ các game thủ Việt Thái Bình. Tưởng chừng như mọi thứ đã kết thúc, nhưng Gunny đã làm nên một điều hết sức khác biệt. Một trận thi đấu cực kỳ hay đến từ game thủ Gunny. Tỷ số là 1-0 ở trong set 4 dành cho các game thủ đến từ Thái Bình.
Thank you.